Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, trật tự giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc. Đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, do đó lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp lễ tăng cao. Để người dân có kỳ nghỉ lễ vui vẻ an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với tinh thần trách nhiệm cao, làm tốt công tác tuần tra nhằm kiểm soát tốt tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt tại các tuyến đường trọng điểm, các điểm du lịch, nên tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.